Xin chào cả nhà. Số một Huyền Hải Phòng bên em nay lên sóng cho các bác dòng nồi áp suất nhôm các bác nhá. Và nay là hàng em thanh lý cho các bác giá rẻ luôn này. Dung tích 6 lít thì 6,5 một con, còn dung tích có duy nhất một con 4,7 lít em thanh lý cho các bác 600.000 nhá. Bây giờ chúng ta chi tiết từng con một để cho các bác theo dõi này. Em lên cho các bác một con mã số 02 nhé các bác. Dòng này là dòng đan xoáy trên này. Con này dung tích 6 lít nhá, thanh lý cho các bác 650.000 bao ship. Đây các bác nhé, gioăng to đẹp luôn này. Gioăng ăn còn rất là mềm mại nhé. Bao kín hơi bao xì cho các bác nhé. Bao kín hơi bao xì. Gioăng con này to mềm mại. Đây. Van xả zin 100% các bác nhé. Không vỡ nhé, không vỡ. Hình thức bên trong hơi xấu một chút. Hơi xấu một tí cho các bác. Về các bác vệ sinh qua lại giúp em một chút. Chuẩn xịn Nhật nhé các bác nhé. Thương hiệu Ziken chuẩn Nhật, dung tích 6 lít này. Tay chân ăn đẹp, không vỡ không cháy, không vỡ không cháy nha các bác nhé. Rồi các bác về vệ sinh qua em tí là ok. Và đây là thanh lý cho các bác giá 650.000. Nhôm chuẩn xịn của Nhật luôn, thương hiệu Ziken, dòng van xoáy hàng nồi đồng cối đá này, bền vĩnh viễn luôn. Cái này thì đun ga, đun than, đun củi, đun bếp ga nhé các bác nhé. Không đun được từ. Cái này mã số 02. Tiếp theo thanh lý cho các bác con này mã số 01. Con này cũng 650.000 nha các bác nhá. Dung tích 6 lít. Dung tích 6 lít. Dòng van xoáy, van xả zin 100%. Đây, gioăng cao su đây các bác nhá. Gioăng cao su này. Đây nồi bên trong nữa này. Đây. Thương hiệu Ziken chuẩn Nhật nha các bác nhá. Con này thanh lý cho các bác 650.000 này, bao ship này. Vẫn bảo hành cho các bác ngon lành cảnh đào bình thường nhé các bác nhé. 650 bao ship. Tiếp theo đây cho các bác con này một con nồi Pháp này các bác, nhôm Pháp nha các bác nhé. Make in France này, hàng nhôm Pháp. Đấy, cũng là dòng van xoáy đun ga không đun từ, con này mã số 03 này các bác này. Dung tích 6 lít, thanh lý cho các bác 650.000, do trắng tinh luôn. Đẹp. Đây. Đây lồi bên trong đây các bác nhé. Thanh lý cho các bác 650.000, 650. Con này mã số 03, một con nồi Pháp nhôm Pháp. Bác nào lấy cọc trước cho 100.000 lại nhận hàng để kiểm tra hàng và thanh toán các bác nhé. Tiếp theo em lên cho các bác con này, mã số 04. Cũng thanh lý cho các bác 650.000, dung tích 6 lít. Con này bên trong có cái chân hấp. Đấy. Đây các bác nhé. Chân tay còn đẹp. Đây, hàng chuẩn Nhật đây. Dung tích 6.0 lít. Các bác yên tâm là không thủng, không vấn đề gì. Đấy, vẫn bao kín hơi, bao xì, bao kín hơi, bao giỏ nước cho các bác. Tất cả gioăng và van xả zin 100%. Đấy, về hình thức thì nó hơi bị xấu một chút thôi. Nhưng em thanh lý rẻ cho các bác nhé. 650.000 bao ship, tính ra giá trị thực tế thì có 600.000 đấy. Ship một cái lồi này cả đóng xốp các thứ vào nữa là đã mất 50.000 rồi. Mã số 04 này, 650.000, dung tích 6 lít. Bao tép, bao kín hơi, bao xì, gioăng, van xả zin 100%. Tiếp theo lên cho các bác con này mã số 05, con này dung tích 4,7 lít này. 4,7 lít các bác nhé. Cho đây. Đây lồi lên cho các bác này. Thanh lý cho các bác con này với giá là 600.000. 600.000 nhé các bác nhé. 600.000 Ziken hàng chuẩn Nhật. Đấy, lồi lên trong hơi sớm một chút thôi. Thanh lý cho các bác 4,7 600.000 này, bao ship này. Tính ra cái nồi 550.000 này. Bảo hành cho các bác 3 tháng đã tét kín hơi nhanh nhừ nhá, không xì, không giỏ nước. Con này dung tích 4,7 lít. Đấy. Em có 4 con 6 lít, thanh lý đồng giá 650.000 và một con 4,7 lít. Thanh lý cho các bác 600.000. Các bác lấy thì alo em nhé, số điện thoại 0934230664. Hàng cọc trước lên đơn nhé các bác nhé. Bán vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng nhé các bác nhé.
Vâng, xin chào các bác ở các video sau ạ.